tên là Hiển. Mình hiện ở tại huyện Hòa Thành, thành phố Tây Ninh. Chiếc xe đạp điện này do mình tự chế. Sau đây mình sẽ quay một số chi tiết cho các bạn xem. Trọng lượng xe là 38 kg, khả năng chở vật nặng là 140 kg, vận tốc tối đa là 40-50 km/h, quãng đường đi được khi pin đầy là 50-60 km. Sạc điện sẽ tự động ngắt khi pin đầy, thời gian sạc là từ 6-8 tiếng. Công suất 250W, điện áp động cơ 48V, khung thép chắc chắn, sơn tĩnh điện. Sau đây mình sẽ quay một số chi tiết cho các bạn xem. Khung xe chống, yên xe được gò. Khung xe chống, ghi đông, tất cả đều được làm bằng thủ công. Hiện mình đang kinh doanh cà phê. Đây là biển hiệu cà phê của quán mình. Còn đây là xúc phân của Hiển. Đây là nơi cắm rắc sạc khi hết pin. Còn đây là công tắc của xe. Đồng hồ báo bình. Đây là động cơ xe. Lớp xe rất to. Đây là chùa Tổ Thánh. Sau đây mình sẽ đem một vòng cho các bạn xem. Rồi các bạn, xin cảm ơn các bạn đã xem.